nay mình làm clip mới cho các bạn xem nữa. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái món nghêu xào sa tế. Các bạn hãy đón xem mình làm nha. Rồi giờ mình sẽ đổ nghêu ra các bạn, như sau mình sẽ ngâm nghêu. Rồi xong các bạn ơi, giờ mình vô mình chuẩn bị nấu các bạn ơi. Giờ các bạn giờ nghêu xong rồi các bạn ơi, giờ mình bật bếp lên. Bếp lên mình sẽ làm, mình làm nước sốt cho nghêu. Mình sẽ cho dầu vô các bạn. Hầm miếng tỏi vô. Không cần nhiều đó, dầu đủ các bạn, không cần dầu nhiều. Rồi giờ dầu nó thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho miếng tỏi vô các bạn. Wow. Bỏ luôn, miếng xả vô luôn. À, thơm quá. Cho nó vàng lên luôn. Chừa chừa lại miếng. Múc muối vô. Quá ngon. Giờ mình nghiêu các bạn, mình sẽ bỏ nghiêu các bạn. Nhiều để mau chín lắm rồi, mình đã qua xíu rồi chín các bạn. Món này mình ăn kèm với muối tiêu chanh. Quá thơm. Nghêu bắt đầu sắp chín rồi các bạn ơi. Đó, nghêu giờ bắt đầu sắp chín rồi các bạn.
quá hấp dẫn luôn, hồi thơm quá, thơm nứt cái lỗ mũi luôn, thơm nứt lỗ mũi luôn, quá dữ luôn. Một chảo nghêu xào sẽ chết khổng lồ. Để xíu là mình dùng được các bạn ơi. Rồi, rồi quá, giận quá. Giờ nãy giờ là mình nghiêu chín được bạn, nghiêu này nó mau lắm bạn ơi. Rồi bây giờ nghiêu thả hồng các bạn, chín quá trời ngon nè các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn không? Quá trời ngon. Trời với chín mình sẽ tắt bếp bạn ơi. Nếu mình xuống giờ mình sẽ làm nước chấm. Giờ mình mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nè các bạn. Giờ có mình có một dĩa nghêu xào sa tế ớt đó, ngon các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Rồi các bạn, mình với hai đứa cháu mình ăn các bạn. Rồi các bạn, mình với hai đứa cháu mình ăn các bạn. Tại nay ngày thường mình đi làm nhà mất rồi, mình với ba đứa cháu. Quá ngon quá bạn ơi. Ngon rồi, quá nhỏ. Bỏ lại đây đi, bỏ đây lắc mình dẹp luôn hả. Ủa ngon ha. Cái này là cầm chua cay, sa tế cay cay mặn mặn chua chua, quá ngon bạn ơi. Các bạn nếu mà thấy hay các bạn nhớ share và like và nhấn chuông lên cái kênh xem nhiều video mới các bạn. Ăn đi không? Mới nấu á. Béo không không? Béo. Ngọt. Ăn như miếng xả rồi nó thơm à. Không có cưỡng lại được các bạn. Thơm quá. Quá thơm. Nè, làm vừa chín gì nè nó ngọt. Nhưng mà làm chín quá nó mất chất đó. Quá ngon. Ngọt dữ ta. Ngon ha. Làm món này ngon à. Món mới á. Nhiều hấp xả rồi mình nên mình làm sa tế luôn. Hôm nay tới mình xào sa tế luôn mà. Ngon quá ngon mà. Bạn làm thử đi, ngon lắm. Quá, có ngọt thịt mà béo, thơm xả. Có cần nữa các bạn, có dao cần nè, dao cần luôn đang sống luôn. Rồi gần này tôm lắm. Ngon nó hai xô. Em bên. Chết, nó này như là chết luôn. Ăn thêm miếng dao nữa các bạn. Ngon không? Ngon không? Đã rồi, mới ăn nó hơi con đã rồi. Con mà. Em đi. Em
già. Wow, con này mà nó màu, nó đổi màu luôn, khác cái màu của con kia luôn. Ôi ôi, màu mắt nước không à. Ngon quá các bạn ơi, không cưỡng lại nổi các bạn ơi. Trong con nghêu nó có chất mặn hẳn này. Giờ không có nước mắm, mình lấy nước mình múc vô đây mình kèm cũng ngon. Tôi tắt hết tờ 20. Mình kết thúc video này các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn like và nhấn cái chuông để xem nhiều video các bạn. Và chào các bạn nha. Để các bạn lấy sao cho các bạn.